Thông. Vâng, giới thiệu với quý vị đây là cây thông. Hoành 20, cao 80, tàn 50. Báo anh em 2 triệu. 2 triệu cây thông. Sung 3 triệu. Sung 3 triệu. C 36 này. Cao 50. Tán 50. Đây này báo anh em 1 triệu tư. 1 triệu tư. Ai dạ. Sung quái này. Sung quái gơm nhỉ. Cao 30. Và anh em 1,5 triệu. 1,5 triệu. Thông. Thông hoành 19, cao 60, tàn 60. Cái này cũng 2 triệu. Thông Chi Linh Hải Dương nhá. 2 triệu anh. Xanh 5 điền. Tàn 50. Đây này cao 24. Báo anh em 2,5 triệu. Si lùn lực rụt gì. Bé tí thôi nhỉ, sợ thế. Tổng thể bằng bóng này 40 này. Đây này báo anh em 5 triệu. Bé tí 5 triệu. Gốc thế. Nào, cây loàn ngoằn này. Cây này bán anh em 1,6 triệu. Khập khiễng nhỉ, đích biết đường nào mà mua. Tùng kim cương 2 triệu. Cây này bán anh em 1 triệu. Chứng thỏ mình bảo 1 triệu nhá. Si đủ lực rụt dịt. Gớm không? Bán anh em 3 triệu. 3 triệu. Cây này nhìn nó còn khả thi tí. Mỗi tội bệ chưa có rồi chứ còn. 3 triệu. Lộc vừng 2 triệu. Hoành 40, cao 33, tàn 20. Cây này báo anh em 3 triệu. 3 triệu cơ à? 3 triệu. Sam hạt gạo. Hạt gạo 40, tàn 60. Báo anh em 800. Đây là cái xi của mấy anh em chịu phúc bằng vẻ này. Ừ. Nào, cây đào thất thốn. Cây đào thất thốn này báo anh em 1,5 triệu. Quành 20, cao 70, tàn 50. 1,5 triệu. 1,5 triệu. Xi chiều khúc. Đây này báo anh em 2,2 triệu nhé. 2 triệu 2. Xi tiếp. Cao 40, tàn 25. Báo anh em 1 triệu. Cây này 800. Cây này 800. Đang quay cái kia báo 800 rồi. Lộn thì tí nữa gọi điện ơi ớ. Đây nhá, cái xi này mới là 800 này anh em này. Đấy. 800 nhá. Đây cây này anh, ui cây này nghệ thuật thế. Cây này thì rót trong kiểu như trong siêu rót thuốc. À, 2 triệu rưỡi. Cây này 2,5 triệu đấy. Đấy. Anh em thấy nghệ thuật không? Xanh 5 điền. Cây này cũng 1 triệu anh em, nên là cực kỳ già cây này anh em. Đó, 1 triệu anh. 1 triệu. Xanh 5 điền đấy nhá. Đành. Xì. Cái này cũng 1 triệu. Toàn của anh em chờ khúc bằng họ mang tới. 1 triệu. Đây cũng thế. Cái này 1 triệu 8. Đâu anh nhìn này. À đây. 1 triệu 8.
đá thấm thủy. 1,8 triệu. Lắm xì thế khiếp. Đây cũng 1,8. Này xanh 5 điên. Đấy, dáng đổ nhá anh em nhá. Nhìn chất luôn. Này báo anh em 800. 800 thôi à? Anh có nhầm không? 800. 800. Bút thơm không? Bút này rành rành. Rành rành. Hả? Rành rành. Thế sao mà bút? 400. Tưởng 300. Cái này nó đúng quá chàng. Cái này 300 này trong nhựa. Một đôi 600 này, cái cây kia này. Hoa rành rành nhá. Nhất chi mai. Xót lại một cây. Cái này báo anh em 500. Nhiều đắt thế. Châu Đồng Nai cả anh mà. Châu này là 500 đấy em ơi. Châu này 500 rồi kìa. Châu Đồng Nai. Cây này thì hỏng hết giả tán rồi còn đậu nữa. Không, nó đến mùa này nó phát triển em. Kín bóng này. Rồi ra hoa quả. 1,5 triệu. Nhất chi mai nhá. Đây cây này 300 này. Đấy. Rồi tiếp đi anh. Nào mấy cây sung được này này. Báo lốt đây. Rồi, chốt hết chưa? Chốt rồi. Về đằng này nốt mấy cây đằng này đi. Đằng kia báo hết rồi. Đây đằng này còn cây nào? À, hai cây cây gì nhỉ? Không. Vạn tuế, vạn tuế. À, đôi vạn tuế rất đẹp nhá. Công nhận đẹp đấy. Đây đôi vạn tuế này, đúng rồi. Đang bung độc rất đẹp. Vâng. 70. Hoành 70. Vâng. 1,5 triệu, cao. 2,5 triệu một cây nhá. Bóng 8,5 triệu. 5 triệu một đôi. Đấy, 2,5 triệu. Hợp tác xã có một đôi này này. Đang bung độc. Rất đẹp. Đấy. Tuyệt vời đấy anh Hoài ạ. Đôi quế này quay chưa? Chưa, bây giờ mới quay. Nguyệt quế. Đôi quế này 18 triệu một đôi này. 9 triệu một cây. 40 này. 90 này. 70 này. 2 cây thì 10, 18. Cây này thì dáng khác này. Một đôi là bằng 18 triệu. 18 triệu à? 9 triệu một đôi. Ok, vọng quách. Quách này hoành 25. Tán bay 1m30. Cái này báo anh em 5 triệu. Và cái này nó bao ship nó mất nhiều rồi. Bay là đóng khổ. Cái này phải lưu tô. Đúng không? Ừ. Đây còn cái xi này nữa. Rất nhiều quả anh em. Hai mươi tám, 40, 50, quả anh em 2,5 triệu đấy. Ừ. Rất giả cây để đi dây vào được quả, đúng không? Cái hải đường này, hải đường đang sốt. Hải đường bán rồi à? Hả? À hải đường đỏ này thì đéo có giá. Đẹp lắm em ạ. Đẹp nhưng mà đỏ đéo có giá. Đấy, đất mình này cứ bảo đất đỏ, đất mình là rất thuần em. Vừa ra một loạt hoa đang ra lộc á. Giờ nó chuộng hải đường trắng các anh ạ. Chối nhỉ. Thùng kim cương anh, 3 triệu cây này. Cây này thì 2,5 triệu anh em ạ. Tại sao lại có 2,5 triệu? Cây này nó mỏng mình hơn à. Mẫu đơn đi anh. To đi anh. Cây này có
mà anh em Cầu Giấy này. 18 này. Một mét 16. 8 mét 30. Đây này báo anh em 6 triệu. À, bệ này. Kéo vào. Mẫu đơn nhá. Đây cây mai vàng. Mai vàng này là mai vàng Quy Nhơn này anh. Đây mai vàng Quy Nhơn. Mai vàng miền Nam ấy. Gọi là mai vàng miền trong. Ừ. Bây giờ mới ra hoa nhỉ. Hết Tết cách đây 3 tháng rồi bây giờ. Chán nhỉ, ông chơi mai rồi 18. Đây là của anh Thắng này, ý Hoàng này. 60 này. 80 này. Cái này báo anh em 2 triệu 2 này, báo ship này. 2 triệu 2. 2 triệu 2. Hết bố Tết rồi. Ok anh Hoài, nào, nốt cây này đi. Cây xanh làm móng kinh nhọc, hoa quả ác không? Siêu quả anh em này. Vệ càng. Cao 75 này. Tán bay 90 này. Cây này báo anh em 11 triệu. 11 triệu xanh làm móng nhá. Chúng ta dừng video thì khiêng lên để hai 11 triệu bài. 11 triệu. Quá nhiều quả. Có hại không anh Thắng? Chắc cũng hại nhỉ. Rồi ok.